Xin chào quý vị, Quang Huy đang có mặt tại hẻm 101 đường Nguyễn Văn Đậu thuộc phường 5 quận Bình Thạnh. Đấy. Thì con hẻm này là thông với là 220 Hoàng Thám và hẻm 19 Trần Bình Trọng. Đấy. Từ vị trí đây mà đi lên sân bay khoảng 4,5 km, vào trung tâm quận nhất là khoảng 5 km và ra chợ Bà Chiểu là 2 km. Đó. Và đây thì có một cái dãy nhà này, nhà mới gồm 3 căn. Thì hiện tại là còn một căn cuối. Thì hẻm xe hơi vào tới đây nhé. Còn khu này thì giả sử taxi có thể re đuôi vào đây được. Đây con hẻm này thì tới đây là hẻm cụt rồi, trong đây còn một hai nhà thôi. Đấy. Và căn cuối này là một cái căn góc góc hẻm trong, hai mặt hẻm nhỏ. Đấy. Căn nhà này thì có bề ngang là 7 m, chiều sâu là 6 m 24, có kết cấu là một trệt một lửng, hai lầu sân thượng. Thì nhà này thì gồm 4 phòng, 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Đấy, phía trước thì chúng ta đây này, phía trước thì có một cái lớp cửa cửa cuốn. Và bên trong là một cái lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực, đảm bảo rất là an toàn và chắc chắn. Thì ở đây là cái không gian tầng trệt. Thì về phần công năng ở cái tầng trệt này thì gồm có phòng khách này, và nhà bếp và một cái nhà vệ sinh ở góc đây. Đấy. Thì phía bên này thì có cái phía đây thì có một cái cửa sổ này, cửa sổ thông gió. Đấy. Em quay từ góc từ trong ra, quay lại một cái góc từ trong ra. Này phía chân cầu thang thì chúng tận dụng làm cái kho để đồ. Này cầu giao điện tổng đây và cái công tắc cửa cuốn. Phần đèn trần. Đây, trên không gian trên lầu 1 đây thì chúng ta này có cái phòng lớn luôn, một phòng thông suốt và cái nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh ở góc này. Thì lầu 1 đây thì là cái phòng ngủ chính cho gia chủ. Nhà này thì có diện tích đất công nhận là 42,4 m và có hướng tây nam. Rồi, bây giờ thì mời quý vị đi lên chuyển lên trên. Phần ở phần trên lầu 2 đây thì chúng ta cũng có cái khách sảnh trước. Đấy, và một cái nhà vệ sinh bên ngoài xài chung cho hai phòng. Đây, cái phòng thứ hai này. Có cửa lùa này. Cửa lùa với lại phần giữa cầu thang lên phần giữa cầu thang lên là giếng trời. Đó. Và đây này, có một khoảng trống đây, giếng trời thông.
Ngoài lớp đây thì còn có một cái cửa chớp đây. Cửa chớp để lấy gió. Còn phần phía trên mái là nước, bồn nước và năng lượng mặt trời. Đấy, cái phần dính trời lên thông lên đây. Rồi cái nhà này thì chỗ này đang thiếu một cái này. Thiếu một cái móc, thiếu một cái móc. Cái cửa sợ gió nó bị dập. Đây ở góc này còn có van nước này, có một cái vòi nước rửa trên đây. Cái sân thượng này bên trên đây thì cũng khá là rộng rãi. Thì chúng ta có thể là đặt bàn cà phê hoặc là trồng cây trên đây được. Em quay một vòng quang cảnh xung quanh đây cho khán giả xem. Quay chậm chậm. Đi sang đây luôn. Trên. Ừ, đây là trên lầu nhìn nó cũng khá là thoáng này. Và cái hẻm này là nó thông vào đến cái bên hông nhà mình là hết rồi nha. Đó, nên là cũng khá ít ít nhà là cũng khá là yên tĩnh. Đấy, với một căn nhà gồm vào phòng khách này, bếp, ba phòng ngủ, bốn nhà vệ sinh, có sân thượng này, đầy đủ công năng cho một cái gia đình sử dụng, mà với hẻm xe hơi vào đến tận cửa. Đấy, mà ở phân khúc chỉ hơn 6 tỷ thôi, thì đấy là một cái Huy nghĩ đây là một cái sự lựa chọn thực sự là đáng, tức là một cái căn mà ở phân khúc tầm 6 tỷ đấy, hơn 6 tỷ một chút xíu, thì đây là một cái căn gọi là cực kỳ mà khó khó tìm ở cái quận Bình Thạnh này tại thời điểm bây giờ. Đó. Thì nếu như quý vị mà quan tâm căn nhà này, muốn đến xem thực tế thì có thể đặt lịch với bên Huy và bên Huy sẽ mở cửa cho mình vào tham quan nhé. Và bây giờ thì Huy xin kết thúc video tại đây và mong là sẽ được mở cửa cho quý vị. Xin cảm ơn.